mì. Tâm ăn còn gạo không là 5 viên. Bị gạo à? Ok, đi làm gì ăn mấy. Đó bạn thấy không? Cái tô này rất lớn nha. Cái cách gói nè, thấy không? Đâu có để bình thường, phải để xuống trước đúng không? Rồi để thịt lên thì nó sẽ lồi ra bên đây, nó sẽ nở nha. Cái gì cũng phải có mẹo. Đúng rồi. Đây là một trong những nơi mà nó là hiếm ở Sài Gòn mà bán sủi cảo không có tiết kiệm nguyên liệu các bạn. Đó. Rồi cái cục nào đấy nó ú nào ú nần là vậy. Rồi mình bóp là mình đâu có bóp giống vậy nó sẽ mớp. Mình bóp cái tay mình liền. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Thì cho các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ tối ngày 4 tháng 8 2024 ha. Đây là khu vực chung cư Sớm Cải, quận 5, ngoài kia là đường Nguyễn Trãi nha. Tối hôm nay thèm sủi cảo mì gà, ghé qua đây các bạn, một nơi mình rất thích khi nói về sủi cảo. Đây, hủ tiếu mì Hoành Thánh à, ở đây sẽ là cái lô mấy thì tiện quên rồi. Quán nghỉ thứ 6 hàng tuần nhưng mà chủ nhật thì bán. Số điện thoại 0983080371. À, quên rồi, cái này lô là lô mấy ta? Lô E. Lô E 008 chung cư Sớm Cải, quận 5, ngoài kia đường Nguyễn Trãi là số đó số mấy ta? 610 Nguyễn Trãi quẹo vô một cái là thấy liền các bạn nha. Rồi, một lần nữa, ăn bao nhiêu lần cứ quên địa chỉ hoài. Ngoài kia là 610 đó các bạn. Nãy cái đường chúng ta chạy vô cái là tới liền ha. Đó. Cái chỗ sủi cảo này là mình thích nè. Ông Tâm ông cũng thích luôn. Bữa nay là qua hỏi bà chủ chút xíu chuyện, tại sao sủi cảo của bà ngon. Đây, bữa nay mình xin phép lấy được cái này các bạn. Đây là cái phần tôm với lại thịt để nhồi sủi cảo. Ngồi đâu qua đây luôn hả? Ok không? Tâm qua tắt cái quạt cái âm thanh nó vô làm hư cái video rồ lắm. Này các bạn xem kỹ chút xíu nha. Cái này là thịt mỡ với lại nấm mèo hả? Nấm mèo, thịt xay. Thịt xay có mỡ. Đây các bạn xem nha, cái lượng nó sẽ rất là lớn do nó cái sủi cảo đây nó rất là to. Đó. Đã vậy nè, nhúng một cái. Một tô là mấy viên người ta? Một tô là 5 viên. Mì cảo là 3 viên, 2 giác mì. Tâm ăn còn gạo không là 5 viên. Bị gạo à? Ok, đi làm gì ăn mấy. Đó các bạn thấy không? Cái tô này rất lớn nha. Cái cách gói nè, thấy không? Đâu có để bình thường, phải để xuống trước đúng không? Rồi để thịt lên thì nó sẽ lồi ra bên đây, nó sẽ nở nha. Cái gì cũng phải có mẹo. Đây là một trong những nơi mà nó là hiếm ở Sài Gòn mà bán sủi cảo không có tiết kiệm nguyên liệu các bạn. Đó. Rồi cái cục nào đấy nó ú nào ú nần là vậy. Rồi mình bóp là mình đâu có bóp giống vậy nó sẽ mớp. Mình bóp cái tay mình liền. Ok. Ủa, nhưng mà cái lúc mà cho cái gia vị muối rồi vô ít hơn. Muối ít đúng không? Muối đường bột ngọt ít thêm. Đủ thứ. Bốn viên. Rồi là nhỏ, nó giống như Hoành Thánh thôi. Bữa đi Giang Nam nó có bán món sủi cảo nghẹn ngon lắm nha. Bữa đây chụp cái hình cho coi. Trung Quốc hả? Đúng rồi. Trung Quốc nó hay có sủi cảo nghẹn. Hẹ, hẹ đó. Nó hẹ, nó bỏ hẹ vô. Sủi cảo hẹ. Nó có sủi cảo tôm hùm đất nữa. Mình cái thịt này là thịt gì? Thịt với giò sống. Thịt với giò sống hả? Có giò sống hả? Có. Ủa nhưng mà ăn ít cảm nhận thấy giò sống nha. Tỷ lệ ít đúng không? Đúng rồi. Tỷ lệ rất ít. Nhưng mấy nó là giò là thịt heo nè, lấy là ăn thịt đùi hả? Thịt hay thịt gì? Thịt bắp á. Bắp thịt hả? Bắp nó mới dai chứ đâu có mua thịt đùi, thịt đó. Bắp.
đó. Rồi mà tôm á, đúng ra là tiêu chuẩn chỉ là con tôm nhỏ thôi, nhưng mà tôm nhỏ thịt nó sẽ không có dai, nó chứ sẽ không tôm này tôm gì này tôm bự xong mày cắt ra, thấy à, không? Ok, nó rất bự. Còn mà để nguyên con tôm bự thì đâu có lời. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Nhưng chỉ con tôm nhỏ. Năm cái cuốn sủi cảo này là coi như là mất mấy con tôm, hai con tôm. Mà hiện tại đang bán nhiêu? Năm chục năm viên đó các bạn. Các bạn thấy cái lượng mà thịt con không? Con tôm này là một ký là 30 con. 30 con đó. Nè, cái này nửa con là dạ. Đó, nó mới dai. Chứ mà mua tôm nhỏ 50-60 con không có dai đâu. Đó bí quyết là vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà mình vẫn khuyến khích các bạn đến đây ăn sủi cảo. Tôm thì tôm tươi. Năm viên mà chỉ có 50 hay 55 quên. 50, 10.000 viên đó mà các bạn được mua miếng thịt lớn như miếng sủi cảo thì tính ra nó sẽ có lời hơn cái combo 3 viên với lại 2 giác mì xá xíu. Ok. Còn cái mì đùa gà nhiêu vậy? Bữa nay. Mì đùa gà 60. Ủa, gà ở đây đang sử dụng gà gì vậy? Gà ta luôn ha. Ok. Rồi đó. Rồi thôi chúng ta ăn thôi. Ông Tâm đang đói bụng. Rồi ok làm thôi. Ở đây mình nói luôn các bạn là quen Ngô đây là một người bạn của mình. Đã quen lâu rồi. Các bạn cứ đến đi ăn đi, bảo đảm chất lượng. Không đúng chất lượng này lên kênh mình phản hồi. Tính ra ở đây ăn mì đùi là sẽ có lợi, tại mình không? Bán mì đùi không có bán chỉ kiếm không có lời nhiều, tại vì mì trà xé là 50. Mà nguyên cái đùi này có 60 và thêm 10 ngày tính ra ăn đùi okay. Nó còn ngon hơn. Yeah. Rồi. Đây các bạn xem nha. Hey, hey. Cái gì quan? Cho nó mì tạt khô á. Khô trọng rồi hả? Quá trời các bạn thấy không? Đó, nó hiện lên nè. Mới giật màn hình chút xíu nha. Hồi nãy mình gói ha, cái cách gói nè ha, lật lên cái con tôm nó hiện lên, chứ mình để chính giữa đâu có hiện lên, mà mình để trong đây thì cũng đâu có thấy, nên cố tình phải để ngay đây. Đó. Giờ tôm là phải luộc trước. Mà thường là bán cái lượng tôm nó bán trong ngày đúng không? Đúng rồi. Mình luộc trước mà phải luộc bằng cái lò khè mới đủ lửa nó mới dai, chứ mà cái lửa bếp ga bình thường là nó xìu. Tươi cỡ nào hồi xưa mình biết mình mua tươi lắm nha, mình về mình luộc nó bụng xìu là tại vì cái lửa nó không có đủ. Ok. Các bạn lưu ý nha, thứ sáu hàng tuần là nghỉ nha, nhưng mà vẫn bán chủ nhật nha. Có một giai đoạn là Huy Ngô nghỉ mấy tháng, 4 tháng à? 4 tháng. Bị sự cố các bạn. Đi Hồng Kông chơi đúng không? Ủa đợt cái đi đâu chơi bị sự cố vậy? Quên rồi. Về quê à, đúng rồi, Tết. Trời leo ơi cây. Về cái bè đi leo cây, hái trái cây. Té một cái nằm chỗ luôn 4 tháng. Bây giờ mới quay trở lại. Đây là lý do mình quay video này các bạn, có nghĩa là để thông báo là ở đây bán lại rồi. Ở đây là đặc biệt là chỉ có tép mỡ là ai cũng biết đó. Đó. Còn quảng cáo nữa. Ở đồ quảng cáo. Ở quán. Ok. Cái đó của người ta hả? Ở ông kia. Rồi em Tâm. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ quên rồi ta? 4 giờ tới 9 giờ rưỡi. 4 giờ chiều, 9 rưỡi tối. Các bạn nhớ đi sớm sớm nha. Đây các bạn, đây chính là cái tô sủi cảo có giá 50.000 đồng. Tâm cho một cái chén được không anh Ngô? Để sắn cái viên ra các bạn xem nha, xoay một vòng đó, thấy được cái gì sủi cảo nó mơ mày không, nguyên con tôm luôn đó, tách nó ra các bạn thấy không, không có bị bể nha, cái này là bóc nó ra nha, đó. Rồi, sắn nó vô, bỏ vô sắn nó ra chính giữa đây. Đó. 50.000 là đủ no rồi. Cái thật có dài luôn. Rồi em đi. Ok. Lúc sau cái này nước ít vậy ta. Rồi em xa tới ớt. Thường ở đây mình múc nước lèo cho khắp đó, không có lệnh bền giống người ta, không có bỏ nhiều. Tại vì bỏ nhiều là cái mì nó mềm, nó lạc. Nên không có bỏ nhiều. Chừng nào khách ăn xong cái mình nhắm mình múc thêm. Bỏ dùm nước vô. Rồi ăn đi bạn đi. Tao bụng nãy giờ ăn đi. Thôi tự gì đó. Rồi ăn thôi. Lần 1, lần 2 đắt quá. Mà luộc
dương chút xíu, nguội nguội chút xíu la liền, biết liền. Đúng rồi. À, nước lèo đậm đà các bạn nha. Bây giờ nói về phần gà, đúng là phần gà rất ngon các bạn. Dai ngọt thịt, cái dai dai dai, ăn thử miếng tầm. Ngon. Dai dai cũng ngon. Cái phần nhân sủi cảo rất ngon, nhưng mà khuynh hướng là khuynh hướng đậm đà các bạn nha. Ở đây các bạn đến ăn sẽ phải đợi chút xíu, ở đây là sẽ không có làm sẵn. Có nghĩa là cái phần sủi cảo này là coi như là ăn cái đông ta làm cái đó. Có khách order thì bắt đầu mới đưa vào luộc, luộc là bắt đầu nó sẽ chín từ từ các bạn nha. Nguyên tắc của nó là như vậy, chứ không phải là luộc hết toàn bộ xong rồi đẩy vào từng tô. Do đó nếu các bạn thích ăn cái kiểu gọi là kỹ kỹ thì ghé qua đây. Ớt rất cay, cái này ớt hiểm. Rồi. Ngon. Mà cái tô này vẫn chưa đã. Chưa no. Không đủ no, sợ các bạn không đủ no. Anh đi lang thang phải làm thêm một giấc mì nữa đúng không? Đúng rồi, ok. Dạ. Tôm cắn vô dài. Ủa mùng 1 ngày rằm mình vẫn bán đúng không ta? Đấy, nhưng mà rơi vào thứ 6 thì nghỉ. À ok, thứ 6 là nghỉ, thứ 6 là nghỉ. Bữa nào mà đi du lịch thì nghỉ. Dạ. Ủa có bán ship không ta? Mình gọi số điện thoại là những giao đúng không? Vẫn có, nhưng mà ship, nhưng mà khách quen, ship khách quen khách phải đợi. Tại vì mình không có đặt gáp. Ship 1 triệu thôi. Gáp cộng 30% tô. Mình quen không nên không có dám đặt xa đó. Yeah. Không ai ai ở xa thì phải tự chịu phí thôi. Số điện thoại 0983080371 các bạn lưu ý ha. 0983080371. Tối mà các bạn mà lười lười không có nấu cơm á, có thể đặt về cũng được nha. Từ sủi cảo tới mì gà. Cái lượng đùi gà mỗi ngày sẽ không nhiều đúng không? Nó sẽ có giới hạn chế bởi vì mua luôn nguyên con gà, đúng rồi, không phải chuyên nhiều món đùi không, nhưng mà cái phần sủi cảo rất nhiều các bạn đó. Sủi cảo rất nhiều, trong những nơi mà đang ăn sủi cảo hay chỗ nào bạn thích? Chỗ này thích nhất, thích nhất chỗ này hả? Cái lớp bánh mình cắn vô nó không có bị dính, nó không có bị khô giống như những tổ những chỗ đã làm nó cuốn nó bị khô cái, ok nó không có bị khô, không có bị sượng, ok, và nó vẫn mượt mà ở bên trong nhưng nó ngon đậm đà, rất là chắc tay. Cái mỡ đó như cảm giác nó vừa tới đó. Yeah. Nó không bị ngán, mình rồi cảm giác mình ăn mình thèm gì, mình thèm ăn nữa đó. Ok, đúng rồi. Cái món này các bạn như là càng ăn càng ghiền nha. Đây, hỏa diệm sơn các bạn ha. Hỏa diệm sơn.